Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Instagram. Trong video lần trước, chúng mình đã làm về top sản phẩm phím chơi game tốt nhất cũng như sự lựa chọn khác nhau giữa các dòng phím phổ thông và đắt tiền. Hôm nay, tiếp tục sẽ là một video về phím cơ và đặc biệt là cho những bạn đam mê các dòng cao cấp nhất của Razer để xem mẫu phím nào sẽ phù hợp cho yêu cầu của bạn nhất. Bây giờ, hãy bắt đầu phần chính video thôi. Hiện nay, đang có 3 sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp nhất của Razer, chính là Razer Black Widow V4 Pro, Black Widow V4 75% và Lab Huntsman V3 Pro. Về cụ thể, đã có 3 video chi tiết về các sản phẩm này. Hôm nay, chủ yếu sẽ là những sự khác nhau mà các bạn cần biết, so sánh các mẫu trên mà thôi. Mặc dù những sản phẩm này nếu thoạt nhìn thì trông qua khá giống nhau, nhưng nó lại dành cho những đối tượng cụ thể. Có thể tóm gọn lại thì Razer Black Widow V4 Pro là dòng phím full size mà lại khả năng sử dụng đa tác vụ tốt nhất, đặc biệt là với núm xoay Command Dial mà bọn mình sẽ nói cụ thể ở phần sau. Razer Black Widow V4 75% thì là sản phẩm phím theo dạng custom đầu tiên của hãng, giúp cho bạn vừa có trải nghiệm chơi game tốt với những công nghệ hàng đầu, vừa có thể mod lại tùy theo sở thích, giống như các sản phẩm thuần custom, rất ổn để vọc vạch với những bạn đang muốn làm quen. Còn với Huntsman V3 Pro, đây là mẫu phím mới nhất của hãng, trải dài đầy đủ với các kích thước cho các bạn lựa chọn. Với công nghệ Switch Analog V2 mới nhất đi kèm tính năng Rapid Trigger đang dần trở thành xu thế của những tựa game FPS mới đây. Bây giờ chúng ta đến chi tiết về từng sản phẩm một. Đầu tiên là với Razer Black Widow V4 Pro. Đây là một mẫu phím full size với hàng macro bên phải, tổng cộng có tới 8 nút để gắn các lệnh khác nhau, tùy chỉnh rất trực quan ở trong Razer Synapse 3, thích hợp cho những bạn chơi một số tựa game dạng MMO hay những công việc đồ họa cần thao tác trực quan. Mặc dù là dòng Pro nhưng nó lại bị cắt bỏ đi tính năng kết nối không dây. Đối với cá nhân mình sử dụng thì điều này không quá ảnh hưởng bởi vì có nhiều thứ khác mà chiếc phím này đem lại, tốt hơn so với các sản phẩm cùng so sánh ngày hôm nay và với phiên bản tiền nhiệm của nó. Điểm nổi bật nhất là con lăn đa phương tiện của nó. Đối với những bạn làm media, sử dụng nhiều mục đích khác nhau thì đây là một thứ rất cần thiết khi sẽ không cần phải thao tác phím và chuột nhiều. Tất cả những gì bạn cần làm là chỉnh setting một lượt trong phần mềm, sau đó gắn các tính năng cần thiết cho con lăn này cho các công việc cụ thể mà thôi. Tổng cộng thì đếm sơ sơ cũng phải có 5 đến 7 chục thao tác bạn có thể tùy chỉnh trên này, gần như có thể cân tốt mọi việc mà bạn đang cần tới. Tiếp theo, do đây là một chiếc bàn phím full size nên sẽ phù hợp cho những ai vừa chơi game vừa nhầm liệu Excel vì có thêm hàng phím 5 pad cũng như có đầy đủ hàng F và các nút cần thiết. Nhìn chung thì rất đầy đủ và toàn diện cho một sản phẩm cao cấp. Tiếp theo là Razer Black Widow V4 75%. Với những bạn chưa biết thì đây không phải là phiên bản layout nhỏ gọn hơn của dòng V4 Pro full size mà là chiếc bàn phím cơ gaming custom đầu tiên của hãng này. Bạn sẽ có chiếc bàn phím gaming mang cảm giác gõ stock tốt nhất của Razer. Với những bạn thích Razer mà yêu cầu không quá cao thì đương nhiên cũng chẳng cần phải mod lại nhiều, sử dụng luôn cũng khá ổn rồi. Tuy nhiên, nếu để nói về dạng thuần custom thì không hẳn cho lắm. Mặc dù đúng về lý thuyết thì các bạn có thể làm mọi thứ, từ mod tab, cân white, loop switch, lót thêm foam, tape mod. Nhưng nếu bung phím ra như vậy thì các bạn sẽ mất bảo hành và không còn được hỗ trợ từ hãng nữa. Với trải nghiệm của mình thì stock trên một chiếc bàn phím như Razer Black Widow V4 75% là đủ. Có chăng bạn chỉ cần thay switch thôi vì mọi thứ trên chiếc bàn phím này đã là ổn để sử dụng hàng ngày. Và nhắc lại lần nữa, nó là chiếc phím cơ có cảm giác gõ tốt nhất của Razer. Cuối cùng là Razer Huntsman V3 Pro. Đây là một chiếc phím cơ mới nhất của hãng và ở phiên bản full size thì nó cũng là còn đắt nhất hiện tại. Bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn bao gồm phiên bản 60%, size T-Color và full size để phù hợp cho nhiều góc setup khác nhau. Sự khác biệt cơ bản ở đây có thể thấy được là dòng Huntsman từ trước đến nay đều được sử dụng keycap PVT Double Shot thay vì ABS như trên dòng Black Widow. Vì vậy, độ bền sử dụng sẽ là cao hơn, không bị bóng theo thời gian và chất lượng hoàn thiện cũng tốt hơn nữa. Chi tiết khác bên ngoài có thể kể tới nữa, như là mặt blade nhôm phay xước làm tốt hơn, đem lại sự sang trọng hơn đôi chút so với cả Black Widow V4. Về mặt tổng quan bên ngoài là như vậy, là những chiếc bàn phím thuần về gaming thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến những sự khác nhau mà các bạn cần biết trước khi lựa chọn một sản phẩm phù hợp. Đối với Black Widow V4 Pro phiên bản 75% sẽ đều có polling rate là 8000Hz. Phiên bản Pro sẽ sử dụng Yellow Switch với hành trình 1.2mm, bản 75% là Orange Switch dạng tactile. Ngoài ra có thể thay đổi switch theo tùy sở thích. Còn với Huntsman V3 Pro sử dụng switch Analog Optical thế hệ thứ 2 với công nghệ Rapid Trigger đi kèm. Về mặt thông số kỹ thuật thì nếu bạn không phải là một người theo dạng tryhard, để ý kỹ từng chi tiết nhỏ một thì khác biệt giữa ba chiếc phím này gần như là không có. Tuy nhiên, nếu đặt về chơi game để thắng ngay hàng đầu thì mỗi sản phẩm đều có ưu lợi thế riêng. Mình có thể xếp hiệu năng của Black Widow V4 Pro và 75% là chung với nhau. Vì qua trải nghiệm sử dụng thì không thấy khác quá nhiều, chủ yếu chỉ về điểm activation của phím mà thôi. Nếu các bạn đã quen một trong hai loại trên thì hoàn toàn sử dụng bình thường so với cả hai loại. 8000Hz trên các sản phẩm phím cơ gaming sẽ có sự khác biệt. Đương nhiên, đấy là bạn đủ thời gian chơi và trình độ chơi để có thể nhận biết được. Dù chỉ là từng mili giây độ trễ, nhưng với các game thủ theo dạng tryhard thì nhiêu đó là đủ cho các tựa game competitive rồi. Vậy thì với Huntsman V3 Pro thì sao? Với Rapid Trigger thì chắc chắn không cần phải nói nhiều nữa rồi. Đã có rất nhiều video so sánh được làm trên kênh. Nếu các bạn chơi game CS2 là chủ yếu, thì ứng dụng của Rapid Trigger cho đến nay mình thấy vẫn chưa thật sự cần thiết.
vì các bước di chuyển trong game không quá phức tạp và các bạn vẫn có thể làm tốt y hệt như hai sản phẩm phím kia. Tuy nhiên, nếu chơi cái tựa game dạng như Valorant thì đây mới là game tạo nên sự khác biệt. Rapid Trigger giúp dừng nhân vật được tốt hơn do cơ chế game, từ đó việc thực hiện các tình huống di chuyển được mượt mà và chính xác hơn. Switch của bạn sẽ được reset hành trình với mỗi setting Rapid Trigger tương ứng, không cần mất thêm khoảng thời gian nhỏ delay như hai chiếc phím Black Widow V4 ở trên. Ngoài ra, không chỉ với Valorant mà trong các tựa game đòi hỏi di chuyển phức tạp hơn như Apex Legends và đặc biệt là dạng game kiểu Osu hay game nhịp điệu, thì cộng đồng của những tựa game này ngày càng ưa chuộng phím Rapid Trigger do những ưu thế vượt trội của nó so với cả chiếc phím thông thường, kể cả so với cả dòng gaming cao cấp khác. Chính vì vậy, tùy theo tựa game cụ thể bạn chơi như đã chia sẻ ở trên là bạn đã có thể tìm ra cho mình một con phím phù hợp rồi trong 3 dòng phím tốt nhất của Razer thời điểm hiện tại. Trên đây là toàn bộ gì các bạn cần biết cho những bạn là fanboy của Razer hoặc đơn giản là những bạn đang muốn mua sản phẩm cao cấp nhất về phím cơ của Razer nhưng không biết đâu là sản phẩm dành cho bạn. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này, đừng quên tới techspay.vn cũng là nhà tài trợ cho video này với đường link và mã giảm giá mình để dưới phần mô tả và phần bình luận. Đừng quên like, share và đăng ký kênh Instagram của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.